Ngọc Thơ Thời báo chấm D, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Trọng ra sách để đánh bóng tên tuổi. Ngày 26 tháng 5, AFA Tiếng Việt có bài sách của ông Trọng lạc đề đối với người dân. Hình ảnh bài trên AFA. Theo đó, trong những ngày cuối tháng 5 năm 2023, báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát ra sức tuyên truyền về hai cuốn sách của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tựa đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam và cuốn kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh afa dẫn báo chí nhà nước nhận xét rằng các cuốn sách của ông tổng bí thư là củng cố niềm tin của nhân dân afa dẫn lời nhà báo độc lập nguyễn ngọc già nhận định về những cuốn sách trên báo chí cho rằng sách của ông trọng nhằm để củng cố niềm tin nhân dân tức là họ thừa nhận niềm tin của người dân đã lung lay từ lâu theo nhà báo nguyễn ngọc già nếu những giai cấp nghèo khổ nhất nằm trong cuốn sách tâm huyết của ông nguyễn phú trọng thì người dân mới quan tâm chứ còn cuốn sách chỉ nhằm nói về vấn đề chống tham nhũng trong khi những vấn đề suy trầm kinh tế đời sống người dân hiện nay đang rất khó khăn thì không được đề cập đến vậy theo ông già những cuốn sách như thế hoàn toàn là lạc đề đối với người dân. Hình ảnh những cuốn sách của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. AFA cũng dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy cho rằng là một người đứng đầu đảng Cộng sản được cho là nổi tiếng về lý luận đã đến tuổi phải về nghỉ. Việc các trang báo ra sức đánh bóng hai cuốn sách cũng như là một cách để ghi nhận di sản của ông và cũng để báo trước ngày ông sắp rời khỏi chức vụ theo tiến sĩ nguyễn huy vũ lý luận về chủ nghĩa xã hội đi cùng với nó là chủ nghĩa cộng sản cũng đã được các học giả châu âu mổ xẻ rất nhiều đến nỗi giờ đây hầu như không còn ai muốn nhắc về nó nữa cho nên theo ông vũ cả về mặt thực tiễn và mặt lý luận các cuốn sách của ông tổng bí thư hầu như không có một đóng góp đáng kể nào với cuốn sách thứ hai của ông tổng bí thư với tựa đề kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng cho đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng cuốn này ngay cả ở tựa đề đã là một lời hiệu triệu nặng tính tuyên truyền. Tiến sĩ Vũ nói ở Việt Nam tham nhũng ngày càng tràn lan, càng phức tạp và phổ biến. Như vậy, việc chống tham nhũng là hoàn toàn thất bại, không có gì đáng để chia sẻ. Về mặt lý luận, theo ông Vũ, việc chống tham nhũng từ lâu đã được các nước chống tham nhũng thành công đúc kết thành những nguyên tắc nhất định. Đó là thứ nhất, đảng cầm quyền phải trong sạch. Thứ hai, giới lãnh đạo cầm quyền có quyết tâm chống tham nhũng. Và thứ ba, phải có cơ chế giám sát độc lập để tránh việc bao che cho tham nhũng. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy, cả về mặt kinh nghiệm thực tế và lý luận thì theo tiến sĩ Vũ, Chuyện chống tham nhũng ở Việt Nam không có gì gọi là mới hay đặc sắc để mà có thể chia sẻ thành kinh nghiệm riêng. Tóm lại, ông Vũ cho rằng, việc giới thiệu hai cuốn sách của ông Tổng Bí Thư như một cách để đánh bóng hình ảnh về một vị lãnh tụ đảng Cộng sản sắp từ giả chính trường, hơn là đưa ra những kinh nghiệm hay chia sẻ kiến thức hữu ích nhằm đóng góp vào kiến thức học thuật chính trị hay cách điều hành quốc gia về việc một trong hai cuốn sách của ông Trọng được dịch ra bảy ngôn ngữ, AFA dẫn lời nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Dà dạ cho rằng độc giả của các quốc gia đó chắc cũng sẽ cười thôi vì họ chẳng biết nó là gì. Ông Dà dạ cho rằng đây là sự lãng phí. Ngoài việc lãng phí, thì nhà báo kỳ cựu này cũng nói việc tuyên truyền rầm rộ các cuốn sách của ông Trọng cũng chẳng thu hút được độc giả. Trên thực tế, không chỉ có riêng sách của ông Trọng mà tất cả sách của những người lãnh đạo cộng sản viết độc giả chẳng mấy ai quan tâm, nếu không bị ép thì chắc chẳng ai đọc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Ông Trọng ra sách để đánh bóng tên tuổi. Trung Quốc ngày càng lấn lướt ở Biển Đông Ngày 26 tháng 5, AFA Tiếng Việt đưa tin các tàu Trung Quốc phớt lờ yêu cầu rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo đó, tàu nghiên cứu của Trung Quốc và 5 tàu hộ tống vẫn còn trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam vào hôm 26 tháng 5, một ngày sau khi Hà Nội thúc giục các tàu này rời đi. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết tàu Xi'an Giang 10, hay còn gọi là tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc, đã bắt đầu hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 7 tháng 5, đánh dấu sự xâm phạm đáng kể nhất kể từ năm 2019. Theo Ray Bauer, người đứng đầu dự án Miosu của Đại học Stanford về Biển Đông, ông Ray Bauer nói, hành vi của Trung Quốc và phản ứng của Việt Nam là một sự leo thang đáng lo ngại. Trong những năm qua, AFA dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển của dự án Đại sự ký Biển Đông cho biết, kể từ ngày 7 tháng 5, tàu nghiên cứu của Trung Quốc đôi khi có hàng chục tàu hộ tống đã di chuyển phần lớn qua lô khí đốt 0403 do việc Surf Petro, một liên doanh giữa Zarubenev và Petro Việt Nam vận hành. Theo AFA, tàu này cũng thường xuyên đi qua các lô 132 và 131 mà Việt Nam đã cấp phép cho Việt Gazprom, một liên doanh giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga và Petro Việt Nam. Trung Quốc đã đưa ra các hồ sơ dự thầu cạnh tranh để cấp phép cho hai lô đó. AFA dẫn lời ông Powell cho biết ngày 25 tháng 5 khi Việt Nam đưa ra một tuyên bố công khai hiếm hoi yêu cầu các tàu này rời đi thì các tàu này đang ở lô 129 cũng do việc Gazprom điều hành. Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm Hà Nội hôm thứ Hai của cựu Tổng thống Nga và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. AFA cho hay. Ông Powell cho biết hai tàu kiểm ngư Việt Nam hôm 26 tháng 5 đã theo dõi các tàu Trung Quốc ở khoảng cách 200-300m, tới đồng thời lưu ý rằng các tàu Trung Quốc đã di chuyển đến một khu vực liền kề với các tàu do các công ty Nga điều hành. AFA dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26 tháng 5 nói rằng họ đã duy trì liên lạc với các bên liên quan và sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình sau khi Việt Nam cáo buộc một tàu khảo sát dầu khí của Trung Quốc và các tàu hộ tống vi phạm chủ quyền của Việt Nam, hình ảnh lộ trình tàu hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc từ 7 tháng 5 đến nay. Bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26 tháng 5 khi trả lời câu hỏi về việc Việt Nam yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi biển Đông, Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa và các vùng biển lân cận. Đồng thời có quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan. Các tàu liên quan của Trung Quốc thực hiện các hoạt động bình thường dưới quyền tài phán của Trung Quốc, điều đó là hợp pháp và hợp lệ, đồng thời không có vấn đề gì khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác. Từ nhiều năm nay, mỗi năm Trung Quốc đều có những hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam tại biển Đông. Các vụ việc nghiêm trọng có thể kể tới như tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 của Việt Nam năm 2011, đưa dàn khoang 981 của Trung Quốc vào hạ đặt tại biển Việt Nam năm 2014, tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc vào sâu trong vùng EEZ của Việt Nam năm 2019. Mỗi khi có những vụ việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, người Việt yêu nước khắp nơi lại xuống đường biểu tình phản đối. đã có những mùa hè được giới hoạt động gọi là mùa hè đỏ lửa thì cứ cuối tuần là người biểu tình xuống đường phản đối Trung Quốc. Tuy nhiên đáp lại tiếng nói của người dân, nhà cầm quyền Hà Nội đã thẳng tay đàn áp, rất nhiều biểu tình viên bị bắt bớ, đánh đập, truy bức, sách nhiễu. Sau những vụ càng quét bắt bớ người bất đồng chính kiến những năm gần đây thì phong trào chống Trung Quốc đã đi xuống thấy rõ. Đến nay vẫn còn một số người phản đối Trung Quốc nhưng chỉ là ở trên mạng không còn thấy không khí sôi sụp như những năm 2016-2018 nữa. Phải chăng nhà cầm quyền Việt Nam đã rất thành công trong chính sách cai trị độc đoán của họ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Trung Quốc ngày càng lấn lướt ở Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất, Ngọc Thơ Thời Báo.d